Hello mọi người nha. Chị có quần gì? Quần nồ ngứa đến ký là sao không hiểu. Có khoác vạt bầu, có khoác vạt bầu nha chị. Rồi chị nào lên rồi mọi người say like lên giùm em với nha. Chia sẻ chấm mai lên giùm em nha mọi người. Chị nào lên rồi mọi người xe like chấm bài lên giùm em với, tương tác bài lên giùm em với nha. Thả tim thả like lên giùm em với nha mọi người. Chấm bài lên giùm em nè. Cảm ơn anh Tiết nha. Rồi chơi mini game nha mọi người. Mấy chị cảm ơn từ 1 tới 5 giùm em nè. Tặng áo khoác vạt bầu nè. Cái này hàng thiêu luôn giùm em. Rồi chơi mini game giùm em đi mấy chị. Rồi chị nào mới vô mọi người nhớ share like lên giùm em với nha. Chia sẻ chấm mày lên giùm em với. Cảm ơn từ 1 tới 5 giùm em chơi mini game nha mấy chị yêu ơi. Tặng áo khoác vạt bầu len gân. Khoác có túi nha. Rồi chị nào vô rồi thì mọi người nhớ chia sẻ bài lên giùm em, thả tim thả like lên giùm em với nha mấy chị yêu ơi. Thả tim thả like lên giùm em với. Rồi chơi mini game comment từ 1 tới 5. Comment từ 1 tới 5 giùm em nha mấy chị yêu ơi, xuống dòng. Chị áp dụng cho chị nào share like nha. Share like, thả tim thả like thì mới được nhận quà nha mọi người, chị nào trúng thì được quà nè. Rồi nhanh tay lên giùm em nha mấy chị yêu ơi. Rất là dễ chơi luôn. Cái này là hàng thiêu giùm em nha, hàng thiêu nè. Đó, khoác vạt bầu, cái này là có túi luôn giùm em. Có túi nha. Có túi nè, coi dạng thoải mái. Quá xinh luôn. Rồi. Hai set treo sau. Là gì vậy thơ? Vàng với xanh hả? Set vest á. Cái đó set vest. Rồi, share like lên giùm em nha mọi người. Comment từ 1 tới 5 giùm em. Chưa, hôm nay chưa có ai thấy. Chưa có ai trúng. Nhanh tay lên nào. Rồi cảm ơn từ 1 tới 5 giùm em nha. Tương tác bài lên giùm em với. Chị nào mới vô mọi người nhớ là share like, thả tim thả like lên giùm em để không bị ẩn comment nha. Xong cái này em sẽ chơi vòng xoay may mắn, cho nên mấy chị tương tác bài nhiều để vòng xoay may mắn mọi người có thể trúng nha. Rồi comment từ 1 tới 5 giùm em đi mọi người. 1, 2, 3 nè. Kiều Anh sắp trúng rồi nhưng mà thiếu số 4. Ôi giời ơi. Ráng lên, ráng lên. Chơi cái game ngược ngạo ghê luôn á. Mọi người nhanh tay nha. Rồi hôm nay Kiều Anh được. Hôm nay Kiều Anh được nha. Hôm nay Kiều Anh được nè. Đây. Để em chụp màn hình lại. Có ai ý kiến thế? Hôm nay Kiều Anh được. Rồi chấm bài lên giùm em Kiều Anh được nha tình yêu ơi. Rồi ok giùm em. Rồi mọi người tương tác bài lên giùm em với. Tiếp tục. Kiều Anh được áo này nha. Rồi tương tác bài lên giùm em nha mọi người. Rồi mấy chị comment giùm em là tặng tặng yếm kèm xoáy hài giùm em với. Tặng set yếm cho mấy chị yêu nè. Rất là xinh luôn. Cái này hàng satin nhung. Hàng satin nhung nha. Đây một cái set như vậy ống rộng.
Rồi một cái áo yếm như vậy nha mấy chị, hàng thiêu. Hàng thiêu giùm em nha, với lại một cái áo khoác ở ngoài. Đây. Set này rất là dễ thương luôn. Hàng satin nhung giùm em nha. Kèm một áo khoác ở ngoài như vậy cho mấy chị. Rồi chị nào comment giùm em là tặng yếm kèm số điện thoại giùm em. Cái này là vòng xoay may mắn cho nên mấy chị tương tác bài lên giùm em để cái vòng xoay này dễ như được nhận quà nha mấy chị yêu ơi. Đó. Rồi tặng yếm cho mấy chị yêu nè. Set yếm nè. Đó. Một cái áo khoác ở ngoài nữa nha mọi người. Rồi tặng yếm kèm số điện thoại giùm em. Kèm yếm, tặng yếm kèm số điện thoại giùm em nha mọi người ơi. Nhanh tay nha. Nhớ là share like lên giùm em với mấy chị. Nhớ là share like lên giùm em với. Rồi tặng yếm kèm số điện thoại giùm em đi. Cái này là hàng satin nhung. Satin nhung chất rất là mát luôn, có thiêu luôn nha mọi người. Rồi tương tác bài lên giùm em với, chị nào mới vô mọi người cho em xin một nút share like với lại một nút thả tim thả like nha. Đó. Rồi nhanh tay nha mọi người ơi. Xong cái này là em sẽ like chi ân cho mấy chị yêu. Hôm nay về rất là nhiều hàng đẹp luôn. Hôm nay về rất là nhiều hàng đẹp luôn mọi người ơi. Rồi tặng yếm kèm số điện thoại giùm em nha. Tặng yếm kèm số điện thoại giùm em với. Rồi em quay nha mấy chị ơi. Chị nào được nè. Thả tim thả like lên giùm em với. Chị Ngọc à, chị Diệu Ngọc. Chị Diệu Ngọc nha. Ok chị Diệu Ngọc nè. Rồi chấm mày lên. Bây giờ em lên hàng mới cho mấy chị nha. Chị Diệu Ngọc được nha. Rồi đầu like em sẽ bán quần legging cho mấy chị nữa nè. Chị Diệu Ngọc được cái này nha. Ok giùm em với. Nhớ lựa thêm hàng để bên em đi hàng cho mấy chị vô ơi. Rồi bán quần legging 35. Quần legging với lại ngố 35 giùm em nè. Đây về thêm cho mấy chị nữa. Em có màu đen, màu xám với lại màu xanh đen nha. Đen xám xanh đen giùm em. Rồi mọi người hết mini game nha. Xíu nữa giữa like em sẽ chơi nữa. Mấy chị tương tác bài nhiều lên giùm em là ok nha. Rồi mọi người ơi, quần legging, quần legging nhà em nè. Quần nhà em có túi nha mấy chị, 35k một quần giùm em. Ai lấy thì chốt giùm em đen nè. Đen xám với lại xanh đen nha. Đen xám xanh đen giùm em 35k quần legging nha mấy chị. Từ 40kg tới 60kg mà ok giùm em. Chị có áo sơ mi không? Có nha tình yêu ơi. Rồi lấy quần chốt quần giùm em nè. 35 đen, 35 đen giùm em nè. Rồi 35 xám nè. 35 đen, 35 xám. Có quần ngắn không? Quần đùi đó hả chị? Có ngố. Rồi lấy xám thì chốt xám giùm em nha. 35k. Chị nào lấy xám chốt xám giùm em. 35 xám nè. Có áo sơ mi nha mọi người. Rồi xám 35, ai lấy xám chốt xám giùm em. Với lại màu xanh đen. Với lại màu xanh đen nha. Hôm nay về có 3 màu luôn. Rồi 35k kèm màu giùm em với. 35k kèm màu giùm em. Quần legging nha mấy chị yêu ơi. Từ 40kg tới 60kg mặc vừa. Quần nhà em có túi nha. Quần nhà em có túi nè. Rồi xanh đen. Có ngố nha mấy chị, có ngố. Rồi ai lấy màu nào thì lên màu giùm em với. 35k nè. 35k kèm màu. 35k kèm màu giùm em nha. Legging đen với lại xám cho Quỳnh Như nè. Còn ngố nha, tí lên áo kiểu không? Dạ có nha chị. Rồi đen với xám cho Quỳnh Như. Quỳnh Như đen xám 35 nè. Ấy giùm mày nha. À cho em ngồi. Rồi đợi xíu em lên ngủ cho. Lên bộ đùi ngủ 2 giây đi. Rồi đợi em xíu nha. Chị xem sát xanh quần trắng phía sau đi em. Ủa chị Kim Chi hôm bữa chị có đơn mà sao em gọi chị nhắn tin chị hoài không được ta. Dạ trên 60kg không vô chị ơi. Vàng ở sau là sát nha mấy chị. Vàng ở sau là sát. Rồi đây ngủ nè. Ngủ đây, ngủ 35k luôn giùm em nha mấy chị. Xám cho chị Diệu Ngọc. Rồi ngủ 35 luôn giùm em. Chị nào lấy ngủ thì chốt ngủ giùm em nha. Quần có túi, có dạng thoải mái luôn. Từ 40kg tới 60kg là mặc vừa hết nha mấy chị. Quần ngủ nè. Rồi lấy ngủ thì chốt ngủ giùm em nha. Ngủ 35k. Ngủ 35 giùm em.
Có, em có nhắn gọi cũng không được luôn. À cái Facebook của chị chặn em rồi, em không có nhắn được luôn. Có gọi điện à? Có gọi điện à? Cho em xem xét xanh treo xét gốc. Cái này đúng không? Dạ dạ. Rồi ra ai lấy ngố thì chốt ngố giùm em nha. Ai lấy ngố chốt ngố giùm em, sẽ từ 30 sản phẩm giùm em, sẽ cộng 500 rồi lựa nha mấy chị. Sẽ giảm từ 5 tới 10k tùy mẫu nha mấy chị ơi. Rồi lấy ngố chốt ngố giùm em 35k. Rồi cái này hàng sale cho nên xỉ bằng lẻ giùm em. Rồi quần 35 giùm em, quần nhà em là có túi nha, phân từ 40kg tới 60kg mặc vừa giùm em nha mấy chị. Mấy chị họ set này đúng không? Đây set vest giùm em, cái này 101. Set vest này 101 giùm em nha. Cái này là quần nha mấy chị. Quần nè có túi luôn giùm em. Phía trước là lưng bản, phía sau là lưng thun giùm em nha. Phía sau là lưng thun giùm em. Rồi ai lấy thì chốt giùm em set vest này 101, mã 110 màu xanh nè. Mã 110 màu vàng nè. Đó, ai lấy chốt giùm em nha. Mã 110 kèm màu giùm em với màu xanh với lại màu vàng. Xanh với vàng giùm em 101 nha mấy chị. Xanh vàng 101 với lại màu nâu nữa. Có màu nâu nữa nè. Ai lấy nâu thì chốt nâu giùm em 101 nha. Đó, màu nâu nè. Chị nào lấy nâu thì chốt nâu giùm em 101 một set. 101 một set nha. À, xám đen. Chị Diệu Ngọc thêm một cái đen nữa đúng không? Qua lấy ngố thì chốt ngố giùm em nha. Ngố 35, dài 35. Có riêng ngố lẫn có nha chị ơi. Ngố hai cái cho Nguyễn Công Anh. Ngố hai cái nè. Legging quần dài. Đúng rồi, legging là quần dài á chị. Xanh đen. Xanh đen chứ chị. Xanh đen, xám với lại đen chứ không có xám đen. Không có xám đen nha. Rồi lấy màu nào lên màu giùm em với. Thấy nha, em thấy mấy chị nha. Rồi em lên áo thun ôm nè. Rồi mọi người tương tác bài lên giùm em để không bị ẩn comment nha mấy chị ơi. Thun thiêu đi o. Legging xám dài. Xám dài hả? Hết xám dài rồi. À đây còn. Xám dài cho Quỳnh Hoa nè, 35 nè. Rồi lấy legging rồi chốt legging giùm em nha, 35 ngủ 35 luôn giùm em. Rồi em lên áo thun. Thơm ông. Thun ôm nè mấy chị. Ai hàng thiêu giùm em nha, form này dưới 55kg mặc vừa. Đó, cổ tim luôn giùm em. Cổ tim luôn giùm em nha. Rồi 39k giùm em, ai lấy chốt em vàng 39k nè. Đó, hàng thiêu giùm em 39k, chị nào lấy chốt em vàng. Màu vàng 39k giùm em nha. Rồi màu cam nè. Màu đen. Màu đen giùm em nha. Rồi màu hồng. Màu hồng giùm em nè. Màu vàng tươi nè. Màu xanh. Màu xanh rêu, xanh rêu Adidas nè mấy chị. Xanh rêu Adidas giùm em. Với lại màu tím. Với lại màu tím giùm em nha. Rồi 39k kèm màu giùm em với. Dạ có sơ mi nha mọi người, đợi em xíu. Đợi xíu nha. Có quần thun ngắn không? Chíp. Lại quần thun ngắn dạ không có. Đùi thể thao được không? Quần đùi thể thao là quần ngắn á. Rồi ai lấy thì chốt giùm em, có zin ngố lẫn nha mấy chị. Không lấy theo cầu nha, em lấy nào mấy chị chốt đó giùm em nha. Rồi chị nào lấy chốt giùm em vàng nè, áo thun giùm em. Thun ôm 39k. Đơn em đi chưa? Mận Nhi hả? Chị báo biêu chưa? Báo biêu là đi rồi mà chưa báo biêu thì chưa có đi. Chưa báo biêu thì chưa có đi nha. Rồi chị nào lấy áo thì chốt áo giùm em 39k kèm màu. Con quần legging rồi, đợi em xíu. Rồi 39k kèm màu giùm em nha. Áo thun cổ tim giùm em nha mấy chị ơi. Áo thun cổ tim giùm em. Đây quần legging em còn màu đen thôi nè. Quần legging còn màu đen thôi nha mọi người. Ai lấy đen chốt đen giùm em, legging đen. Legging đen giùm em, quần có túi nha. Quần có túi nha mấy chị ơi, 35k. Chị nào lấy chốt em mã 35. Quần legging 35k giùm em nè. Ai lấy quần chốt quần giùm em 35 nha. Quần 35 giùm em. Đùi thể thao. Có đuôi thể thao nha. Vàng 39 cho chị Amelie nè. Rồi lấy áo thì chốt áo, mọi người chấm mắt lại lên giùm em với. Đây quần đùi thể thao. Quần đùi thể thao giùm em, cái dây này nó rút được nha mấy chị. Cái dây này rút được luôn nè. Rút được nha. 35k một quần này. Chị nào lấy chốt em đen 35. Đen với lại xám 35k. Đen xám 35k
giùm em nha. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với. Đen xám 35k giùm em. Quần đùi 35 nè. Quần đùi 35k. Ai lấy quần cúc quần giùm em đen xám 35 giùm em với. Đen xám 35k. Rồi em lên cái áo sơ mi nè, siêu phẩm nha em. Cái sơ mi này vải cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Vải đuổi. Vải đuổi giùm em nè. Đây. Sơ mi viền Gucci nè. Dễ thương lắm. 65k một áo. Dạ rồi Amelie em chốt rồi nha. Rồi chị nào lấy chốt giùm em trắng nè. 65k một áo giùm em nha. Sơ mi 65 vải đuổi. Vải đuổi giùm em nha mọi người, 65k. Áo có túi giùm em nè. Chị nào lấy sơ mi chốt sơ mi giùm em form dưới 60kg mấy chị mà ok luôn. Vải đuổi nha mọi người. Rồi 65k, ai lấy chốt em mã 65 có một màu duy nhất. Có một màu thôi nha. 65k giùm em. Ai lấy màu nào lên màu giùm em. Ai lấy thì chốt em mã 65. Ai lấy thì chốt em mã 65 nha. Ba trắng cho chị Nguyễn Phụng. Rồi ai lấy chốt em mã 65 nè. Sơ mi đuổi, vải đẹp lắm mọi người ơi. Vải siêu đẹp luôn. Rồi lấy trắng chốt trắng giùm em 65k nha mọi người, trắng 65. Rồi em lên dây đùi nè. Mấy chị yêu tương tác phải lên giùm em với. Rồi dây đùi Babydoll giùm em. Dây đùi Babydoll giùm em nha. Trời ơi dễ thương lắm mọi người ơi. Đây dây đùi Babydoll giùm em 45k một bộ. Chị nào lấy chốt em xanh 45 nè. Xanh 45k nha. Phơm này dưới 60kg mấy chị mà ok luôn á. Đó. Xanh 45k lấy xanh chốt xanh giùm em 45. Xanh 45 giùm em nha. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em 45k xanh nè. Rồi bi trắng nè. Bi trắng. Sọc đen. Hoa cam giùm em nè. Chị nào lấy hoa cam chốt hoa cam giùm em nha. Rồi màu nâu. Màu kem nè. Màu kem thổ cẩm nè. Màu đỏ nè. Màu đỏ. Sọc vàng. Hoa đen giùm em. Hoa đen. Với lại bi lớn. Bi lớn giùm em nha mọi người. Bi lớn trắng nè. Bi lớn đen giùm em nè. Đó. Đẹp lắm. 45k giùm em nha. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với. Bộ dây 45 nè. Dây Babydoll. Dây Babydoll giùm em nha. 45k. Dễ thương lắm mọi người ơi. 45 giùm em. Rồi chị nào lấy màu nào lên màu giùm em nha. 45k kèm màu. 45k kèm màu giùm em nha. 45 giùm em nè. Ai lấy màu nào lên màu giùm em nha. Dạ không. Hôm nay không có về đồng đi tiệc rồi. Rồi ai lấy chốt giùm em bi nè. Chị nào lấy bi chốt bi giùm em 45k bi. Bi 45 giùm em nha. Ai lấy bi chốt bi 45. Rồi sọc đen 45k nè. Chị nào lấy sọc đen chốt sọc đen giùm em 45 sọc đen. Đây. Sọc đen 45k giùm em nha. Ai lấy sọc đen chốt sọc đen giùm em 45. Dây Babydoll. Sọc đen 45k giùm em nè. Chị nào lấy sọc đen chốt sọc đen nè. Rồi hoa nè. Ai lấy hoa chốt hoa giùm em 45 nè. Đó. Trời ơi đẹp lắm mọi người ơi. Bộ dây Babydoll. Vải siêu đẹp luôn. Rồi hoa cam giùm em đi. Ai lấy hoa cam chốt hoa cam giùm em 45k hoa cam nha. Hoa cam 45. Hoa cam 45 giùm em nè. Dạ có dính dài. Có dính dài nha. Rồi ai lấy màu nào lên màu giùm em đi. 45k kèm màu giùm em với. Bộ dây nè. Đó. Em mới lấy hoa cam xong á. Sọc đen cho Nguyễn Công. Chị Nguyễn Công Anh nè. Đây hoa cam đây mấy chị. Ai lấy hoa cam chốt hoa cam giùm em nha. Hoa cam 45 nè. Dễ thương lắm mọi người ơi. Hoa cam 45k. Ai lấy hoa cam chốt hoa cam giùm em 45. Hoa cam 45k giùm em nè. Hoa cam cho chị Mai Thanh nè. Rồi thổ cẩm giùm em nè. Đây chị nào lấy thổ cẩm chốt thổ cẩm. Thổ cẩm giùm em nha. Trời ơi nu thổ cẩm nè. Màu kem chứ quên. Ai lấy kem chút kem giùm em 45k kem. Cái này satin luôn nè mấy chị. Đó. Kem 45. Ai lấy kem chút kem 45k. Kem 45 giùm em. Chị nào lấy kem chút kem. Kem
em 45 giùm em nha. Ai lấy kem chút cho em 45 nè. Đây lên sơ mi tiểu thơ nè. Sơ mi tiểu thư nha mấy chị ơi. Cổ bèo nè, tay dài. Cái này em mới đăng hình luôn á mọi người. Siêu dễ thương luôn. 70k một áo. 70k một áo giùm em nha. Chị nào lấy cho em trắng 70 nè. Sơ mi tiểu thư, cái này đóng thùng linh xinh nè mấy chị. Rồi 70k giùm em nha. Chị nào lấy cho em trắng 70. Tay bo như vậy nha mọi người. Rồi ai lấy trắng chốt trắng 70k trắng. 70k màu trắng nè. Chị Mai Thanh lấy kem. Rồi 70 trắng nè, chị nào lấy trắng chốt trắng. Rồi 70 hồng với lại hồng với xanh. Áo tiểu thư. Đây chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em nha, 70k xanh nè. Đó, sơ mi tiểu thư giùm em nha. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em 70. Màu xanh nè. Phải đuổi á mọi người. Rồi xanh 70 kèm mã giùm em với. Xanh 70k nè. Rồi hồng 70 giùm em nè. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em 70k hồng. Đây màu hồng 70 giùm em. Quá dễ thương luôn mọi người ơi, 70k giùm em nha. 70k giùm em. Áo tiểu thư, sơ mi tiểu thư. Rồi lấy màu hồng chốt hồng nè. Hồng xanh trắng, có 3 màu. Hương hơi lấy á, trắng nè. 70k. Lên ngủ quần jean đi chị. Dạ rồi từ từ nha mọi người. Rồi lấy hồng chốt hồng nè. Hồng xanh trắng có 3 màu nha. Hồng xanh trắng giùm em 70k một áo. Hồng xanh trắng. Nguyễn có anh hoa trắng hả? Hoa trắng là nào ta? Hoa trắng 45 là nào chị? Có bi trắng rồi chứ đâu có hoa trắng đâu. Đùi đen xám. Đùi đen xám là nào vô tay ơi. À quần đùi này hả? Đen với lại xám. Ủa sao mấy chị bị ẩn comment hả? Sao bây giờ nó mới nhảy lên dữ trời. Vô tay đùi đen xám 35 nè. Áo gì vậy? Hả? 70. Vô tay đùi đen xám nè. À, có giống vải tay ngắn không? Dạ không nha chị ơi. Rồi lấy sơ mi chốt sơ mi giùm em nha. Sơ mi 70k giùm em nè. Ai lấy sơ mi chút sơ mi. Cái này không có tay ngắn, có tay dài thôi. Tiểu thư có tay dài thôi mấy chị ơi. Tiểu thư không có tay ngắn. Tiểu thư không có tay ngắn nha. Rồi em lên chân váy nè. Em mới đăng hình luôn á. Mấy chân váy này xinh nè mấy chị. Đây chân váy kaki. Cài nút nha. Phí size dưới 55kg mà ok giùm em. Có quần nha mấy chị ơi, chân váy này có quần. Trần Thị Vương lấy sơ mi xanh này ok. Rồi chân váy này em có 2 màu nha mấy chị. Chân váy này em có 2 màu, màu trắng với lại màu đen. Phí size dưới 55kg mặc vừa. Cài nút nha. Cài nút nha mọi người. Rồi lấy chân váy chút chân váy giùm em nè. Trắng hoặc đen nha. Trắng hoặc đen. Vải rất là đẹp luôn, hàng Quảng Châu nha mấy chị ơi. Trắng hoặc đen giùm em. Trắng hoặc đen giùm em 60k. Bộ nâu quần dài phía sau là gì? Set 3 món hả chị? Set này 101 em còn có 1 set à. Cái này 101 giùm em. Còn 1 set duy nhất thôi. Ai lấy chốt giùm em mã 110 nha. Chân váy 70. Áo sơ mi 70 nha mấy chị. Chân váy 60. Chân váy 60 nha. Nhận hàng nhà bé yêu chưa bao giờ thất vọng. Cảm ơn chị Mon nha. Rồi ai lấy chốt giùm em nè. Màu đen với lại màu trắng giùm em nha. Phi size dưới 55kg mắc vừa. Xét ngố sơ mi dạ có. Đây chân váy có giãn nha mấy chị ơi. Rồi lấy đen chốt đen giùm em nha. Chân váy đen nè. Em có đăng hình mẫu rồi á. Dễ thương lắm. Rồi chân váy đen giùm em nha. Ai lấy chân váy đen chốt chân váy đen. 60k đen với trắng 2 màu. 57kg ok chị Liên Nguyễn Như nè. Màu đen nè. Đen 60. Rồi đen trắng thêm màu giùm em đi mọi người. Đen trắng 60k.
À lấy màu nào lên màu giùm em với. Phương Anh Huy đen nè. Cạp cao, đúng rồi, cạp cao lấy đen với trắng trong váy cho Lê Diễm. Lê Diễm đen trắng 60k nè. Cạp cao nha mấy chị ơi, lưng cạp cao á. Lưng gài, chân váy này gài tới 4 nút luôn. Rồi ai lấy chân váy nữa chốt chân váy giùm em nha. À 55kg, dạ vừa. Vừa. Rồi bộ pyjama nè. Đây bộ Gucci đâu, bộ Gucci có bộ nè. Rồi 35k chị nào lấy cho em xanh 35 nha. Gucci xanh 35 nè, có bộ thôi nha mấy chị. Gucci xanh 35k giùm em. Ai lấy cho em mã 35. Mã 35 giùm em nè. Mã 35 giùm em nha. Gucci xanh 35k nè. Ai lấy cho em mã 35. Bộ đuôi phơm dưới 55kg mắc vừa. Rồi mã 35 giùm em đi mọi người. Ai lấy mã 35 chốt mã 35 giùm em. Mã 35 giùm em nè. Rồi pyjama. Pyjama đồ giùm em nè. Pyjama đồ giùm em nha. 35k chị nào lấy chốt giùm em hồng dâu. Hồng phấn nè. Hồng phấn giùm em nha. Màu hồng cam cam á mọi người, hồng cam đi. Ai lấy hồng cam chứ hồng cam giùm em 35. À, xanh 35 cho chị An nè. Rồi hồng cam giùm em. 35k màu hồng cam nè. Pyjama. Phơm dưới 55kg mắc vừa giùm em. 1m6 dưới 57 58kg vừa. Rồi hồng cam, ai lấy hồng cam chút hồng cam nè, với lại màu vàng. Hồng cam với lại vàng giùm em. Đây chị nào lấy vàng chút vàng giùm em 35 vàng. 35 vàng luôn giùm em nè. Pyjama đùi nha. Em chờ áo kiểu mãi hả? Rồi lấy vàng chút vàng giùm em nha mọi người. Ai lấy vàng chút vàng giùm em. Hồng cam với lại vàng. Rồi 35k lấy màu nào lên màu giùm em với. Hồng cam với lại vàng. Chị em hai quần ngủ 35 và hai bộ hai dây 45 nha. Chị Nguyễn Công Anh, bộ hai dây chị có bộ à. Vàng cho chị Nguyễn Phụng nè. Rồi lấy chú em hồng cam, ai lấy hồng cam chú hồng cam giùm em 35k hồng cam luôn. Rồi bộ lửng 30 đôn vải đuổi nè. Chị nào lấy chú em caro đen. Caro đen giùm em nha, 35k luôn. Ai lấy chú em caro đen 35. Bộ lửng nha mấy chị ơi. Bộ lửng giùm em rồi, caro đen 35k nè. Ai lấy caro đen chút caro đen 35. Caro đen 35k giùm em nha. Hết vàng còn hồng chị Lê Diễm ơi. Còn hồng nha. Rồi em lên ngố nè. Ngố ống á. Ngố ống rộng nha mấy chị. Ok giao tay nha. À, đen 35 cho chị Diệu Ngọc nè. Diệu Ngọc đen 35. Rồi đây quần ngố giùm em nè. Ngố này size à, size M nha mấy chị. Size M giùm em. Ngố ống rộng nha. Ngố ống rộng size M giùm em nè, 75k. Chị nào lấy chốt giùm em mã M 75. 35. Rồi mã M giùm em nha. Size M giùm em, ngố ống rộng. Ngố ống rộng size M. Ai lấy chốt giùm em mã M giùm em. 75k một quần. 75k giùm em nha. Ai lấy chú em mã M 75. Mã M 75k giùm em nè. Chị nào lấy mã M chút mã M 75. Rồi size S nè, size S rách nè. Rách rách này mấy chị ơi, 75k lấy chú em mã S. Mã S 75 giùm em nha. Ngố mã S nè. Quần ngố ống suông á chị. Ừ cái đó quần ngố ống suông á. Rồi đây chị nào lấy chốt giùm em nha. Ai lấy mã S chút mã S. Mã S giùm em nha. Rồi mã S giùm em 75k mã S. Ai lấy mã S chút mã S 75. Cắm mày lên giùm em nha mọi người. Mã S 75k giùm em nè. Rồi cái này à, size M luôn giùm em. Quần ống rộng nè. Size M giùm em nha. Ai lấy chút giùm em mã, ai lấy chút em mã số 1. 75k mã 1. 75k mã 1. Caro đen hết rồi Quỳnh Như ơi. Rồi mã 1 giùm em. Ai lấy mã 1 chút mã 1 giùm em. 75k mã số 1 nè. Mã 1 75k giùm em. Rồi chị nào lấy ngố lên ngố giùm em đi 75. Rồi em lên bộ dây tiếp cho mấy chị nè. Tương tác bài lên giùm em với mọi người. Chấm bài lên giùm em với. Chị nào mới vô chấm bài lên giùm em với nha. Rồi dây nơ hôm nay. Ồ size M đó đi, size M.
chị nói ống rộng thì ống rộng là ống suông, còn chị lấy ống ôm hay sao? Ống ôm khác nha mấy chị, ống rộng là ống suông chứ ống gì nữa. Còn cái kia là ống ôm dạng khác nữa. Rồi bộ nơ đùi giùm em nè. Bộ nơ đùi hôm nay về màu trơn cho mấy chị nè. Nơ này hàng hai lớp luôn giùm em nha mấy chị yêu ơi. 45k một bộ. 45k một bộ giùm em nha. Chị nào lấy chốt giùm em vàng 45. Rồi vàng 45k giùm em nè. Ai lấy vàng chốt vàng 45k giùm em nha. Form dưới 60 kg mấy chị mà ok luôn giùm em nha. Vàng 45k giùm em. Đây ai lấy vàng chốt vàng 45. Ống ôm chứ bởi vậy tôi lấy ống suông mà kêu ống á. Ống suông là ống rộng chứ nè. Rồi ai lấy vàng chốt vàng. Màu vàng, màu xanh nè. Màu hồng. Màu hồng giùm em nè. Cái này màu xanh ngọc nha. Màu xanh ngọc, màu hồng. Rồi màu xanh. Màu xanh biển giùm em nè. Rồi màu đen. Màu hồng phấn. Rồi 45k kèm màu giùm em với. Dạ ống lê khác, ống ôm khác, ống ống ôm khác nữa. Bà kêu ống suông em lai ống suông mà bà không chịu. Thì chán ghê luôn á. Kẹo ngọt nè, kẹo ngọt nơ vàng nè. Ống ôm là khác mấy chị, ống ôm không phải ống suông đâu. Rồi lấy chốt giùm em hồng nè. Kẹo ngọt ra cọc giùm em với, kẹo ngọt ơi. Mấy chị lấy hàng bên em rồi mà. Cọc giùm em với nha. Rồi đây hồng nè mấy chị, dễ thương không? Hồng phấn giùm em nè. Ai lấy hồng phấn chú hồng phấn giùm em nha. 75k hồng phấn, ô quên 45k hồng phấn. Trời ơi dễ thương quá. Đen cho kẹo ngọt nè. Rồi hồng phấn giùm em nè. 45k. Chị nào lấy hồng phấn chú hồng phấn giùm em 45. Quá dễ thương luôn mấy chị ơi. Hồng phấn 45 giùm em nè. Rồi màu xanh nè. Màu xanh ngọc. Xanh ngọc giùm em. Không like theo yêu cầu nữa nha mọi người. Từ từ nha em like cái nào mọi người chốt cái đó giùm em với. À mai thứ hai mới đi cọc. Rồi đây chị nào lấy chốt giùm em nha. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em nè. Xanh ngọc. Chị chưa có đọc tin nhắn nữa. Rồi xanh ngọc giùm em nha. Xanh ngọc giùm em 45k. Chị nào lấy xanh ngọc chốt xanh ngọc 45 nè. Cái màu quả sáng da luôn mấy chị ơi. Phơm dưới 60kg mặc vừa luôn. Hồng phấn cho kẹo ngọt nè. Chốt cái nào chốt một cái nha. Đừng bỏ tới bỏ luôn nha. Em mới like nha mọi người. Rồi hồng phấn cho Hương Anh Huy luôn nè. Hồng phấn quá đẹp luôn. Rồi ai lấy màu nào nữa lên màu giùm em với. À, có set 3 món. Có set 3 món. Set 3 món quần ống rộng á chị. Rồi đây màu hồng sen nè. Chị nào lấy hồng sen chốt hồng sen. Rồi cái tay ren em ưng ghê luôn mọi người. Cái tay ren rất là đẹp luôn. Đây 45k một bộ giùm em nha. Ai lấy hồng sen chốt hồng sen 45. Hồng sen 45k giùm em nè. Đó quá dễ thương luôn mấy chị yêu ơi. Ai lấy hồng sen chốt hồng sen giùm em nha. 45 hồng sen. Hồng sen 45k. Ai lấy hồng sen chốt hồng sen giùm em 45. Rồi màu xanh biển giùm em nè. À, chị Nguyên. Chị Nguyên công anh chị cao mét nhiêu á. Ở 60kg em có đọc 60kg vừa mà. Rồi đây chị nào lấy chốt em xanh nè. Xanh biển, xanh coban gì cũng được nè. Ai lấy chốt giùm em xanh biển đi. Xanh biển giùm em nha. 45k. Rồi lấy xanh biển chốt xanh biển giùm em. Nơ là hai lớp luôn giùm em nha mấy chị. Nơ hai lớp luôn giùm em nè. Quá xịn luôn. 45k. Xanh ngọc cho Nguyên công anh nè. Rồi màu hồng xanh biển. Đen vàng. Hồng xanh biển đen vàng giùm em. Ai lấy màu nào lên màu giùm em nha. 45k giùm em. 45k kèm màu giùm em với. Hồng xanh biển. Màu xanh biển, màu hồng, màu xanh ngọc. Màu đen với lại màu vàng. Đây màu đen nè. Với lại màu vàng giùm em. Vàng em còn bộ á. Rồi 45k nha. Ai lấy màu nào lên màu. 45 kèm màu giùm em. Rồi chấm mày qua mẫu nha mấy chị yêu ơi. Em xem màu đen. Rồi đợi chị xíu. Chấm mai lên giùm em với mấy chị yêu ơi. À, von đó mấy chị, vải von nha. Vải von giùm em. Rồi đây màu đen đây. Ai lấy đen chút đen nè. Màu đen nè. Trời quá dễ thương luôn. Đây lấy đen chút đen giùm em. 45k đen. 45k đen giùm em nè. Ai lấy đen chút đen giùm em. 45. Ồ cái này à. Cái này dưới 60kg mặc vừa mấy chị. Coi giãn mà. Ở sau là lưng thun á. Ở sau là lưng thun nha. Rồi 45k giùm em nè. Ai lấy chốt giùm em 45. Đen 45 cho Mai Trần nè. Rồi em lên áo kiểu. Đây áo kiểu nè mấy chị. Đẹp chưa?
áo kiểu vạt nhọn, có cái logo cho mấy chị luôn. Hôm nay em về hàng cài nút, hàng cài nút này mọi người, rất là xinh luôn nha. 49k một áo, ai lấy cho em trắng 49k coi dạng thoải mái. 49k một áo giùm em nha. Chị nào lấy cho em trắng nè, màu trắng, màu xanh, màu trắng, màu xanh với lại màu đen 49k. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với, 49k kèm màu nha, 49k kèm màu giùm em với nè. Rồi áo 49 linh chi đen nè. Rồi 49k kèm màu giùm em nha mấy chị yêu ơi. Áo 49 kèm màu giùm em với, len gân coi dạng thoải mái. Rồi màu xanh nè, cái này nó có cài nút luôn giùm em nha, có cài nút nha mấy chị yêu đó. Rồi 49k, 49k kèm màu giùm em nha, xanh đen cho kẹo ngọt nè, xanh với đen nè. Rồi lấy áo chốt áo giùm em với 49k đó, đẹp chưa mọi người ơi. À, có áo sexy, áo sexy như em mặc nè. Rồi lấy trắng chốt trắng nha, chị nào lấy trắng chốt trắng nè, trắng xanh đen 49k, trắng xanh đen 49k giùm em nha, trắng xanh đen 49. Rồi em lên mẫu áo em mặc cho mấy chị yêu. Áo mặc cho cô rip mịn nha mọi người, ba mấy chị bán shop luôn. Hàng này có mút ngực dày dặn luôn giùm em, có mút ngực dày dặn nha mọi người. Đây áo này 55k một áo, áo em mặc 55k, áo mặc 55k nha. Chị nào lấy cho em đen 55 nè, đen 55 nè. Rồi xanh 55k nè, ai lấy vàng chốt vàng nè, vàng 55 giùm em, vàng 55. Rồi màu nu nè, 55k nu nè, ai lấy nu chốt nu giùm em, áo như em mặc nha, chốt bu rip mịn. Rồi lấy chốt giùm em xanh coban nè, chưa để chị soạn cái kia rồi chị gửi luôn cho. Rồi lấy nu, ai lấy xanh coban, chốt xanh coban giùm em nha, xanh coban. Rồi màu trắng nè, màu trắng giùm em 55k trắng, trắng 55k giùm em nha. Rồi lấy màu nào lên màu giùm em với, màu đen nè, 55k kèm màu giùm em nha, màu đen, màu trắng, màu xanh coban, màu nu với lại màu vàng giùm em, chấp rip mịn, 55k một áo. Ai lấy thì chốt giùm em mã 55 kèm màu nha, mã 55 kèm màu giùm em với, xanh ngọc với đen 45 cho Nguyên Công Anh nè, xanh ngọc với đen 45k. Ủa quên, xanh ngọc với đen 49 nha chị ơi, 49 chị comment nhầm giá rồi, 49 nha, ghi lại 49 á. Xanh ngọc với đen nè, à xanh ngọc với đen cái này á hả, bộ nãy chị có màu gì rồi, 45 nè, có xanh ngọc rồi đúng không chị ơi, cho chị cái đen nữa, Nguyên Công Anh thêm cái đen nữa. Rồi xanh, xanh 49 chị Amy, xanh 49 cho chị Amelie nè. Cho chị xem màu bộ 45 lại, chị mới vô rồi, đợi em xíu nha. Có áo ống nha chị, cho em coi áo xanh bộ sau lưng ạ. Xét đó hả chị? Rồi ok chị, xanh 49 Amy, xanh 49 rồi, em chốt xanh 49 rồi đó. Rồi ai lấy áo em mặc thì chốt giùm em nha, 55k có mút ngực luôn giùm em, chắc bu rip. Đây em lên lại mẫu nơ cho mấy chị nè, đùi nơ giùm em, bộ nơ 45k nha, nơ 45 giùm em với. Đây nơ 45k. Rồi đợi xíu em lên lại sơ mi cho. Đây mấy chị ơi, nơ 45k giùm em nha, nơ 45. Ai lấy chốt em xanh ngọc 45k, xanh ngọc nè, xanh ngọc 45. Đây lấy xanh ngọc, chốt xanh ngọc giùm em 45k nha, xanh ngọc. Chốt em xanh 49 đi chị ơi, em comment này chứ. Chốt rồi chị Emily, em chốt rồi mà. Rồi màu xanh nè, màu xanh biển giùm em nè, màu hồng, màu hồng giùm em nè, với lại màu vàng, với lại màu vàng giùm em nha. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với, 45k kèm màu, nô 2 lớp nha mấy chị, 45 nô 2 lớp. Rồi lấy nô 45, chốt nô 45 kèm màu giùm em với. Rồi em lên lại mẫu sơ mi á, sơ mi tiểu thư nè, tay dài. Sơ mi này 70k giùm em nha mấy chị ơi, sơ mi 70 giùm em, cái này đóng thun xinh lắm mấy chị. Sơ mi 70 giùm em nha, ai lấy cho em trắng 70k nè, trắng 70 tay bo như vậy nha,
trắng 70k giùm em, ai lấy trắng chốt trắng giùm em 70 nha mấy chị ơi. Trắng 70k giùm em nè, sơ mi mã 70. Màu trắng nè, màu hồng, màu trắng màu hồng với lại màu xanh giùm em nha. Trắng hồng xanh giùm em 70k, trắng hồng xanh. Nơ xanh ngọc với vàng cho Út nè. Đây mấy chị ơi, sơ mi 70 giùm em. Ai lấy sơ mi chốt sơ mi giùm em 70k. Sơ mi 70 giùm em. Trắng hồng xanh. Rồi trắng xanh hồng 70 giùm em. Ai lấy màu nào lên màu giùm em nha. Rồi đây sơ mi đuổi nè. Sơ mi đuổi. Sơ mi đuổi 65k giùm em nha mấy chị ơi. Ai lấy sơ mi đuổi chốt sơ mi đuổi giùm em 65k nè. Sơ mi đuổi 65. Vải đuổi giùm em form rộng á, dưới 60kg mấy chị mặc ok luôn giùm em nha. Đó, sơ mi giùm em nha, 65k, sơ mi đuổi 65. Ai lấy cho em mã 65. Thêm bộ hồng sen 4. Bộ hồng sen 45. Cho nguyên con anh nè, bộ hồng sen 45 nha. Các chị comment lộn giá tùm lum thôi. Rồi em lên quần. Chấm mà lên giùm em đi. Hả? Cái đó 45 đó. Sơ mi jean em còn một cái này 130k giùm em nha. 130. Jenny nè mấy chị, 130 giùm em. Ai lấy cho em mã 130 nha. Mã 130. Rồi đây em lên quần nè mọi người. Trời ơi đẹp lắm. Khỏa tuyết mô giùm em nha, rất là đẹp luôn. Quần có túi nha mấy chị. 55k một quần giùm em. Ai lấy cho em trắng 55k nè. Trắng 55k, cái này free size nha, dưới 55kg mà ok. Ai lấy cho em trắng nè, 55k trắng. Phía trước là lưng gài nút, phía sau là lưng thun giùm em nha. 55k màu trắng với lại màu đen. Trắng đen nu. Trắng đen nu nha mấy chị ơi, trắng đen nu 55. Quần có túi nha. Trắng đen nu 55k nè. Quần đẹp lắm mấy chị ơi, nó ship ly nè. Đó, 55k một quần giùm em. Màu trắng, màu đen, màu nu. Ai lấy màu nào lên màu giùm em, free size nha. Free size giùm em 55k. Rồi chị nào lấy đen chốt đen nè. Ai lấy đen chốt đen giùm em nha. Đây, quả chơi đẹp luôn, xuất sắc. Quần có túi nha. Rồi ok chị Nguyên Công Anh nha. Rồi ai lấy chốt giùm em quần kèm màu. Quần kèm màu giùm em với. Trắng 55 cho bé bông. Rồi 55k một quần. Ai lấy màu nào lên màu giùm em. Bé bông nè. 55. 55 đen cho Hà Phương. Phi xa nha mọi người, lưng thun á. Hà Phương nè. Trắng 55 cho Mỹ Yến. Mỹ Yến 55 nè. Nu cho chị Diệu Ngọc. Rồi lấy màu nào nữa lên màu giùm em với. 55k nha. Trắng 55 cho Nguyên Công Anh. Nguyên Công Anh 55 nè. Quần 3 màu cho bé Út. Cho Út chú quên. Út VH nè. Hết trắng rồi mấy chị ơi, sơ mi đuổi chị có trơn không? Không, đừng có viền, dạ hết rồi, em hết trơn rồi, cho xem. Áo xanh lá phía sau rồi, đợi em xíu. 55k. Hai đen cho chị ạ. Chị Nguyễn Phụng hai đen nè. Còn đen. Hết trắng rồi. Rồi quần hết nha mấy chị ơi, còn một nu. Nu cho chị Linh Chi nữa là hết nè. Hết nha, hết nha. Hết hết nha mấy chị ơi.
Ngày mai thiếu có ai mai trả cho chị nào chưa có, bữa sau lấy giùm em với. Rồi em lên mẫu này cũng có ít thôi nha mọi người. Đây chị nào nhanh tay thì lấy giùm em. Rồi đây cái này à, quần váy luôn giùm em nè. Quần váy giùm em nha, size SML. Size SML giùm em quần váy nha mấy chị ơi, quần váy giùm em. Cái này mặc lên form đẹp lắm, ở phía sau nó có dây kéo giùm em nha. Quần váy giùm em 55k luôn giùm em nha. Bị chói quá mấy chị thấy không? Rồi đây ai lấy quần váy chốt quần váy giùm em 55k size SML. SML 55k giùm em. Ai lấy quần váy chốt quần váy. Kèm size giùm em nha, SML á. Quần váy kèm size giùm em với. Ai lấy quần váy chốt quần váy giùm em. Quần váy 55k nè. Rồi sơ mi caro nè. Sơ mi caro còn à? Còn 3 hồng 1 xanh. Và quần ngủ còn. Sơ mi caro giùm em 90k giùm em nhé. Chị nào lấy cho em hồng 90 nè. Hồng 90 sơ mi đuổi. Hồng 90k nha, lấy hồng chốt hồng giùm em. Hồng với lại xanh 90. Hồng với lại xanh 90k giùm em nè. Lấy giùm cái cục zin sau lưng giùm em. Ở dưới cùng nè. Rồi lấy chốt giùm em nhé. Chị nào lấy hồng chốt hồng, ai lấy xanh chốt xanh giùm em 90k sơ mi. Sơ mi caro 90 giùm em. Cái này buồn lên. Cái này để cho thanh trà. Thanh trà. Thanh trà. Này thanh trà nha. Hồng 90 cho chị Việt. Hồng 90 cho chị Việt Khoa nè. Đơn chị đi chua, dạ chua chị. Hồng 90 cho Việt Khoa nè. Rồi đây, quần ngố. Quần ngố. Trời ngố rộng, từ đây em sẽ lấy ôm cho. Cái này size S nè mấy chị. Chị nào lấy cho em đen 75k đen. Đen 75 nha. À, bộ 45 xanh. Ok chị Đoàn Văn Tý nè. 45 xanh, lấy cái này dòng. Đây nè. Màu xanh. Rồi cái này ai lấy chút em mã S nha, 75k mã S giùm em nè. Rồi đây ngủ ra. Chấm mai tương tác lên giùm em với. Ngủ giãn. Ngủ giãn giùm em nè. Size M mấy chị, suốt nhẹ như vậy nha. Ngủ giãn giùm em nè. 85k một quần, ai lấy chút giùm em. Mã 27. Mã 27 nha mấy chị. Mã 27 giùm em. 85k lấy mã 27 chút, mã 27 giùm em 85. Mã 27 85k nha. Ngố giãn nha mọi người. Rồi cái này size M luôn giùm em nè. Coi giãn thoải mái. Coi giãn thoải mái nha, size M luôn giùm em. Ai lấy cho em mã số 1. Mã 1 giùm em nha. Ai lấy mã 1 chút mã 1 giùm em nè. Mã 1 giùm em 85k. Đen 75 cho Hà Phương. Rồi lấy mã 1 chút mã 1 giùm em nha. Mã số 1 nè, 85k mã 1 ngố giãn nha mấy chị ơi. Rồi cái này size 29 nè. Cái này cài nút nè mấy chị. Cài 5 nút luôn á. Coi giãn thoải mái nha. Coi giãn thoải mái size 29. 75. Rồi lấy chốt giùm em nha. Mã số 2 giùm em nè. Size 29 giùm em nha mấy chị ơi. Size 29 ngố giãn luôn giùm em 85k. Ai lấy chốt em mã 29 85. Mã 29 85k nè. 29 cho Việt Khoa. 29. Size L là size 29 đó chị Lê Diễm. Rồi cái này size size S giùm em nè. Size S nha, ngố giãn size S nè. Chị nào lấy chốt em mã S. Mã S 85k mã S. Cho tâm nè. Mã S 85k giùm em nè. Lưng cao 2 nút. Lên giá giùm em với. 2985 hết nha. 2985. Tôi đợi chị con được con không? Này để cho dao tay luôn hình như còn á. Bỏ cái bọc đó cho dao tay luôn. Ngố này size L. Size L nè mấy chị ơi, ngố rộng nè. Size L giùm em nè, ai lấy cho em mã L nè. Mã L giùm em 75k. Mã L 75 giùm em nha. Mã L 75k nè, ai lấy mã L chốt mã L. Mã L 75. Có ngố vải, có ngố vải. Rồi mã L giùm em.
L cho Việt Khoa nè. Mấy chị ơi kèm giá giùm em với. L75 kèm giá em đọc với nha. Rồi đen nè. Đen size 27 nha mấy chị ơi, zin đen size 27 nè. Đen ngố size 27 giùm em nha. Size S á, cái này size S là nó hơi nhỏ xíu. Rồi 85k ngố rách nha mấy chị ơi, ngố rách. Rồi đen, ai lấy đen chốt đen giùm em nha. Size S á, 85k. Đen S85. Đen S85 giùm em nè. Rồi ngủ ống rộng size L còn cái nữa nè, mã L giùm em nha. Mã L75 này mấy chị ơi, L75k, lấy L cho L75. L75k nè. Mã 1. Mã 1 là mã nào ta? À mã 1 nè. Mã 1 cho Xuân Nguyên nè, 85k. Đen đỏ 50kg dạ vừa. Đen 50kg vừa hả chị? Trời ơi đẹp không mọi người ơi, ngủ ống rộng. Không ai lấy là em lấy á. Em thích mấy cái này nè, size S. Size S nha, ngố rộng size S nè, 75k. 75k giùm em, ai lấy chốt giùm em mã số 275. Size S nha, mã 275k mã 2. Mã 275k giùm em. Dạ không có size 32. Rồi cái này size M, ngố rộng size M nè. Size M giùm em. Quá đẹp luôn mọi người ơi, 75k. 75k giùm em mã 375. Mã 375 giùm em nha, ai lấy mã 3 chốt mã 375k. Mã số 375k giùm em nè. Dễ thương quá. Cái quần dễ thương xỉu luôn á. Rồi chấm mày lên giùm em nè. Em lên bộ đùi nha, bộ đùi 3D. Này gì đây? Này size 26 nè. Ngố giãn. Ngố giãn size 26 nè mấy chị ơi, rách. Ngố giãn rách size 26 nè. Size 26 giùm em nha, cài 5 nút á. 85k đó chứ mà 26 85. Mã 275 cho Hà Phương. Rồi ai lấy chú giùm em mã 26. Ngố đen 85 cho Song Ngọc. Ngố đen 85. Chị Song Ngọc nè. Rồi em lên đùi. Bộ đùi 3D. Đùi gấu 3D, thả tim thả like lên giùm em với, mấy chị chấm mai lên giùm em với. Rồi đùi gấu 3D giùm em nè. Form này dưới 57 58 kg mấy chị mà ok luôn giùm em nha. Đây. Đùi gấu giùm em nha mọi người, 45k một bộ. À lấy cho em vàng 45k đẹp chưa? Con gấu xuất sắc luôn, hàng 3D. À rồi đợi xíu em lên ngố vải cho. À lấy chốt giùm em vàng nha, tại vì ngố vải nãy em like đầu like rồi đó. Đợi xíu em lên lại cho nha. Rồi vàng giùm em 45 vàng. Mã 185 Xuân Nguyên em chốt rồi á. Rồi vàng. Vàng 45k nha, lấy vàng chốt vàng giùm em 45 nè. Rồi xanh 45k. Đây lấy xanh chốt xanh. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em nè. Xanh 45k lấy xanh chốt xanh 45. Xanh 45 giùm em nha, vàng xanh 45k nè. Rồi cam 45 giùm em nè. Trời cái bộ dễ thương lắm. Cái vải này rất là mát luôn nha mấy chị. Chất rất là mát luôn. Rồi lấy chốt giùm em cam nè. 45k cam nè mấy chị. Ai lấy cam chốt cam. Cam 45k nha, lấy cam chốt cam giùm em nè. Cam 45. Cam 45 giùm em. Màu cam màu đỏ nè. Ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em. Với lại màu hồng nha. Với lại màu hồng. Rồi 45k kèm màu. Xem xét vàng sau luôn. Rồi đợi em xíu. Rồi lấy chốt giùm em đỏ nè. 45 đỏ. Đùi 3D mấy chị ơi, 45k lấy đỏ chốt đỏ. Đỏ 45 nè. Đỏ 45k lấy đỏ chốt đỏ giùm em. Với lại màu hồng. Với lại màu hồng giùm em. Rồi 45k kèm màu. Ngố 26 cho NT Minh Thư nè. Ngố 26. 85k nè. Rồi màu hồng nha, lấy hồng chốt hồng. Cái tay áo màu gì là cái quần nó màu đó nha mấy chị. Rồi 45k kèm màu giùm em với. Bộ đuôi. Đùi 3D 45. Rồi lên áo ống đợi em xíu. Đợi xíu mọi người ơi đừng hỏi em. Bộ vàng 45 cho NT Minh Thư nè. Vàng 45. Có zin dài. Có zin dài nha chị.
345 cho NT Minh Thư luôn nè. Rồi xanh, hồng, vàng, đỏ, cam. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với 45k. Khách mới kèm giá giùm em. À quên, khách mới kèm thân hại giùm em với. Nhớ là kèm giá tiền giùm em nha. Kèm giá tiền giùm em nha chị. Màu xanh với lại màu hồng. Áo dây tầng dạ không có. Áo dây tầng không có. Đây áo ống em còn màu xanh với màu hồng nha mấy chị, 39k. Áo ống vạt bầu luôn nè, 39. Áo ống vạt bầu giùm em nha, 39k nè. Đó, ai lấy chốt giùm em nha. Màu xanh, ai lấy xanh chốt xanh giùm em nè. Với lại màu hồng. Xanh hồng 39k nha. Chốt vô rip miệng nha mấy chị ơi. Xanh hồng 39k giùm em. Rồi chị nào lấy màu nào lên màu giùm em với xanh hồng 39. 45 đỏ cho chị Thâm. Chị Thâm Nguyên nè. Rồi lấy áo chốt áo giùm em nha. Màu xanh với màu hồng 39k. Chốt vô rip miệng. Chốt vô rip miệng giùm em. Rồi đây ngố thun nè. Ngố thun quần nhà em có túi nha mấy chị ơi. Ngố thun quần có túi giùm em, 35k một quần. 35k giùm em. Ai lấy cho em ngố 35, quần có túi nha. 35k lấy cho em mã 35. Ngố 35k giùm em với. Ngố thun 35 giùm em nè, quần có túi. Rồi 35k ai lấy cho em mã 35. Mã 35 giùm em nè. Xanh 39 cho dâu tay. Rồi chân váy giùm em nè. Chân váy kaki co giãn nha mấy chị. Cái kiểu dây kéo như vậy. Đó phía sau có dây kéo luôn giùm em. Rồi chân váy giùm em nha. 45k chân váy kèm size giùm em với SML XL nha. SML XL giùm em. Chân váy lưng siêu cao luôn, phía sau có dây kéo nha. Rồi 45k chân váy kèm size giùm em với nha. SML XL. 35 cho Việt Khoa, 35 cho Bé Bông nè. Đoàn Văn Tý 35 nè. Hà Phương. Rồi chị nào lấy ngố rồi chốt ngố giùm em. Mấy người rồi. Rồi lấy ngố chốt ngố giùm em 35k nha. Dạ đây áo đây. Áo màu xanh với lại màu hồng nha mấy chị ơi, 39k áo. Áo 39k giùm em, chốt vô rip mịn. Chốt vô rip mịn giùm em nha, 39k nè. Màu xanh với màu hồng. Xanh với hồng 39k áo ống nha. Chị nào lấy áo ống cho áo ống. Sơ mi hồng 58kg, cao 1m60, mặc vừa không? Dạ vừa chị. Sơ mi nào, sơ mi caro hả? Vừa nha. Lê Diệm lấy XL kèm giá giùm em đi mấy chị ơi, kèm giá giùm em với. XL 45. XL nè. Size S cho Minh Thu. XL cho Lê Diễm. Rồi 45k lấy chân váy chốt chân váy. Size SML XL giùm em 45k chân váy nha mấy chị ơi. Lưng siêu cao luôn. Rồi ok chị Lê Diễm. Dạ có áo phông nha. Rồi quần này. Quần kaki giãn nè mấy chị, quần có túi nha. Kaki giãn giùm em nè. Siêu đẹp luôn. Kaki giãn nha. Ai lấy chốt giùm em nè, 45k size SML XL. SML XL giùm em, quần kaki lưng siêu cao luôn nha mấy chị. Đó, SML XL giùm em. Ai lấy quần chốt quần giùm em nha. Chối không mấy chị? Đây, ai lấy quần chốt quần giùm em nha. Quần kaki giãn giùm em, 45k kèm size. Chân váy 45 size M cho mi. Mi số Thái. Size
size M nè. Áo ống xanh cho NT Minh Thư nè. Áo ống xanh 39. Kèm giá giùm em đi mọi người ơi. Ghi cái mã giá lên giùm em với. Để em chốt lòng nhầm mẫu. Đây chân váy đây chị. Chân váy nè, cái kiểu dây kéo rất là xinh luôn. Chân váy 45k giùm em size S, M, L, XL. Chân váy có co giãn. Chân váy có co giãn nha mấy chị ơi, S, M, L, XL. Chân váy 45k luôn nè. À, quần size S cho kẹo ngọt. Áo ống 39. Rồi chị nào lấy quần chốt quần giùm em nha. Cái này của kiểu ngọt. L45. Chị Việt Hoa L45. XL45. Chị Lê Diễm lấy quần XL luôn đúng không? Lê Diễm nè. XL45 nè. L giữ 55kg vừa. Chị Việt Khoa em lấy quần rồi đó. Rồi lấy quần chốt quần giùm em nha. Còn à, còn hai cái M, một cái L nữa hết nha. Size S dưới á, size S dưới 50kg mặc vừa nha mấy chị. Đây quần có co giãn. Rồi chị Lê Diễm chốt quần luôn rồi đó. Chốt quần luôn rồi. Kaki giãn còn 2M với mặt 1L. 2M 1L giùm em nha. Rồi quần ống le nè. Và có dính dài. Có dính dài nha mọi người. Rồi quần ống le giùm em nè. Quần ống le nha mấy chị. Đẹp chưa? 60k một quần giùm em. Lấy cho em sọc đen 60. Sọc đen 60k quần ống le nha. Quần ống le giùm em 60k nè. Chị nào lấy cho em sọc đen với lại màu đen. Sọc đen với đen giùm em 60k giùm em. Rồi quần 60. Quần le 60k, lấy cho em mã 60 kỳ màu. Mã 60 kỳ màu giùm em với nha. 60k một quần nè. Quần 45 size M cho Hân Phạm. Hân Phạm size M. Rồi lấy quần ống le, chốt quần ống le giùm em. Chân váy không có quần trong mấy chị, chân váy không có quần trong nha. Rồi lấy chốt giùm em đen nè. Đen với sọc. Về mấy chị mặc với lại quần váy giùm em. Tại vì mặc may cái quần trong á, có nhiều chị mặc vừa, có nhiều chị mặc không vừa á, cho nên em không có may quần trong nữa. Còn cái quần váy thì khác. Quần size S. Chị Lê dọn mấy quần size S. Ra lấy quần le thì chốt quần le giùm em đi mọi người. Quần ống le nè. Lê giỏm nè. Mã 60 màu đen. Ok Ngọc Hoa. Ủa tới 2 Ngọc Hoa luôn á. Mã 60 đen 60 Ngọc Hoa nè. Rồi lấy lê chốt lê giùm em 60k. Ôi ai biết. Xe người ta con kệ đi. Đây áo phong. Xe ai mẹ? Xe người ta mà, kệ đi. Nè, ô dẹo rót mẹ miếng nước đi. Ôm về. Rót mẹ miếng nước nha. Nữa, giờ con giờ nội. Quần kaki đen, mi sô thái lấy size gì á? Còn có cái size L à, Thấm Nguyên chị lấy L được không? Quần còn có 1 cái à mấy chị ơi, còn một cái. Đi ra. Rồi đây áo phông này, áo phông đôi giày nè mọi người. À đôi dép. Áo phông đôi dép giùm em nha, nam nữ mà ok luôn giùm em. 45k một áo. Mẹ. Chị nào lấy chốt giùm em trắng 45. Xê cho mẹ like coi. Đi đi ra mẹ like. Chào mấy cô đi. Chào mấy ca. Rồi rồi, đi ra. Rồi màu trắng giùm em 45k trắng. Trắng 45 nè. Rồi vàng 45 nè. Nâu 45. Cam 45 giùm em. Đen 45 nè. Rồi cái này màu vàng nhạt giùm em nha. Màu vàng nhạt giùm em nha. 45k. Màu đỏ. Màu xanh. Màu
màu da cam đi mấy chị. Màu cam nhạt đó, màu cam nhạt. Ồ. Em hết size M rồi, chị Minh Sơ Thái ơi. À, trắng cho Hương Anh Huy nè. Ồ. Đứng dậy cho mày làm coi. Trai đẹp mà giấu hả? Quả như giặt á. 45. Rồi lấy áo chút, áo kèm màu giùm em với. Ô đứng dậy cho mẹ coi. Chỗ cho mẹ nè. Có quay trúng cái đầu không nè. Không ấy ra trước chơi đi cho mát đi. Kìa. Có nội kìa. Đây chị nào lấy cam chút, cam giùm em với. 45 cam. Đây áo quá đẹp luôn mọi người ơi. Form dưới 60kg mặc vừa nha. Nam nữ mặc ok luôn giùm em. Áo đôi dép 45kg. À, lấy cam chút, cam 45. Cam 45 giùm em nè. Rồi màu đen nè, chị nào lấy đen chút, đen giùm em. Chấm mày lên giùm em với mọi người, sao nó đứng đôi vậy ta. Rồi đen 45k nè, ai lấy đen chút, đen giùm em 45. Đen 45 giùm em nha, lấy đen chút, đen mua về mặc tạp nè mọi người. Màu đen, màu nâu, màu đỏ, màu xanh, màu hồng, màu cam nhạt. Rồi 45k kèm màu giùm em với. Áo 45 kèm màu giùm em với. Xanh dương cho Quỳnh Như nè. Ếch hồn. Làm gì ếch hồn. Con đứng dậy. Nhanh lên. Kìa ra kia chơi với họ kìa. Đi không? Ra chơi đi. Quá trời luôn á. Quá trời luôn hả? Rồi em lên cái quần nè. Cái nơ nè mẹ. Quần này xinh này mọi người. Cái nơ hả? Hay vậy ta. Nè. Rồi cái này size SML giùm em nha mấy chị ơi. Quần phối ren như vậy nha. Size SML giùm em. Em có màu đen với màu trắng. Ai lấy màu nào lên màu giùm em kèm size. Đen trắng kèm size giùm em SML. Đen trắng kèm size giùm em nha. SML giùm em 55k một quần nha mấy chị. 55k giùm em nè. Đen trắng hai màu. Đẹp lắm. Quần phối ren như vậy nha. 55k một quần giùm em với. Ra lấy màu nào lên màu giùm em. Tìm chân váy nu. Con chân váy nu gì chị? Là sao chân váy nu nào? Ủa sao tụt view vậy? Chồng chi? Chồng chi thể nó đi ra ngoài chơi. Rồi chân váy giùm em nha mấy chị ơi. Ở quần, quần, cái này là quần nha. Quần hả? Ờ quần. Quần hả mẹ? Quá. Quá rồi mẹ. Cái quần tự nhiên hướng quá. Tào lao. Quần của ta ghê quá. Đứng dậy đi về ngủ, mai đi học. Ít nữa đi lấy hàng. Tìm chân váy màu nâu hả? À ý là lấy chân váy màu nâu hả? Có quần màu nâu được không? Rồi đây set body. Rồi mấy bà đi ngủ hết rồi hay gì vậy trời? Con đi về. Đi về. Đi về sao? Rồi set body giùm em nha mấy chị yêu ơi. Cái đầm body với lại một cái áo sơ mi ở ngoài. Phom dơi nè. Cột nơ nè. Cột nơ, cột ơ nè mấy chị ơi. Rồi set body giùm em nha, 95k. À lấy chú em mã 95. Có trúng mắt nghe chưa? Rồi mã 95k giùm em với. À lấy chú em mã 95 nè, set body 95k. Set body 95 giùm em nha. Chị nào lấy set body chốt set body giùm em với. Siêu đẹp luôn, dưới 55kg mặc vừa. Dưới 55kg mặc vừa giùm em. Cái này để cho Út đi nè. Duy ơi. Rồi 95k giùm em, ai lấy set chốt set 95. Set body 95k nè. Cái này vậy? Út hai cái nè. Ai lấy set body chốt set body.
Rồi xét tu xì nè mấy chị, hàng Quảng Châu giùm em. Cái chân váy này dập, nó dập nổi lên luôn nha mấy chị. Cái gu xì á là nó dập nổi lên luôn. Ra đây chốt giùm em set nu 135k giùm em. Áo chất uriết nha mấy chị, thân dài. Ra đây chốt em nu nè, 135 nu. Cái này bên trong cậu quân hả, 135k giùm em nha. Màu nu 135, phía trước là lưng bản, phía sau là lưng thun giùm em nha. Rồi em còn màu nu với lại màu đen 135k, nu với đen 135 giùm em nha. Rồi chị nào lấy sát chốt sát 135, 135k giùm em nè. Ai lấy sát chốt sát giùm em với 135. Đi hết luôn. Sát 135 giùm em nha. Rồi lên bộ dây nè, dây von. Sát vàng. Đây sát vàng này 101 giùm em nha. Sát vest vàng 101. Cái này quần nha mấy chị, có túi luôn giùm em. Màu vàng nè, với lại màu xanh giùm em nha. Vàng xanh 101. Vàng xanh 101 giùm em. Sát ngu xì nè chị. Em mới like xong á. Mới like xong hả? Đây sát ngu xì 135 giùm em. Sát ngu xì 135k giùm em nha. Áo chất ngu riết. Bên trong cậu quốc giùm em nha mọi người. Đó, 135k giùm em. Ai lấy đen chốt đen. Đẹp quá trời luôn á. Ủa đi vô cho nội đóng cửa kìa. Vậy lẹ lên về đi nội cho ngủ đi 9 giờ. Rồi lấy đen chốt đen. Đen với nu. Con về ngủ. Đứng dậy. Nhanh lên. Đi vô về cho nội nghỉ kìa. Nhanh lên. Đi về nhà nằm chơi. Ngồi đây bụi. Ờ gì lên lầu. Rồi đây mấy chị ơi, bộ nè. Bộ von giùm em. Trời đẹp lắm, hàng hai lớp nha. Ai lấy cho em vàng 45k vàng. Đàng hoàng nha. Nè mọi người ơi, xinh lắm. Vàng 45k giùm em nè. Ai lấy vàng chốt vàng giùm em 45 form dưới 60kg mấy chị mà ok luôn á. Mấy bộ dây này ở nhà mặc thoải mái nha mấy chị. Sao con không đi đường kia? Rồi sao con qua? Từ từ té. Từ từ té. Rồi ai lấy vàng chốt vàng giùm em nha mấy chị ơi. 45k vàng nè. Đó bộ dây nè, quả xinh luôn. 45k thôi nha mọi người. Hàng 2 lớp. Von 2 lớp giùm em. Rồi vàng 45, ai lấy vàng chốt vàng giùm em 45k. Vàng 45 nè, ai lấy vàng chốt vàng. Rồi hồng giùm em nè. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em 45k hồng. Hồng beo. Hồng beo nè mọi người 45k. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em 45 nha. Hồng 45 giùm em nè. Ai lấy hồng chốt hồng. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em nè. Rồi xanh giùm em nè. Vàng hồng, chị Việt khoai hàng vàng hồng luôn hả? Rồi lấy xanh chốt xanh giùm em 45k xanh. Xanh 45 giùm em nha. Ai lấy xanh chốt xanh giùm em 45k. Dễ thương hả? Rồi lấy xanh chốt xanh giùm em nha. Trời ơi đẹp quá mọi người ơi, không lấy tiếc á. Rất là mát luôn á, đại von. Rồi màu xanh. Vàng hồng cho chị Việt Pha nè. Đẹp lắm mọi người, em nói thiệt nó đẹp lắm. Rồi màu à. Mẹ dữ quá. Không kêu nữa về để nội đứng đợi tội nghiệp. Nó lì lắm. Ra lấy chốt giùm em đen nè. Ai lấy đen chốt đen. Chị nào lấy đen chốt đen giùm em nha. 45k đen giùm em. Đen 45. Hàng 2 lớp nha mấy chị. Đen 45k giùm em nè. Ai lấy đen chốt đen 45. Đó, đẹp quá trời luôn. 2 lớp cho nên mọi người yên tâm nha. Rồi đen 45. Còn vàng nè. Rồi trắng nè, 45k trắng. 45k trắng giùm em nè. Trời dễ thương quá trời mà mấy chị không lấy hả? Dễ thương lắm. Vậy đi. Rồi trắng 45k nè. Chị nào lấy chốt em bi trắng đi. Bi trắng 45 giùm em nha. Bi trắng 45k nè. Ai lấy bi trắng chốt bi trắng 45. Bi trắng 45k. Rồi cái này à,
Màu hồng đi, ai lấy hồng chốt hồng giùm em nha. Trời chắc em lấy quá. Đẹp quá trời luôn. Rồi hồng 45 giùm em, ai lấy hồng chốt hồng 45k hồng nè. Đó. Hồng 45 giùm em nha, lấy hồng chốt hồng. Đẹp dữ dội luôn á. Rồi hồng 45 ai lấy hồng chốt hồng giùm em 45k. Kẹo ngọt hồng 45 nè. Thì sông ngọc trắng nè. Có beo hồng nữa nha. Lấy beo hồng chút beo hồng nè. Beo hồng. Hoa xanh. Rồi hoa đen. Với lại vàng. Với lại vàng giùm em nha. Rồi 45k lên màu giùm em 45. Kẹo ngọt có hồng 45 rồi em yêu. Rồi lấy beo hồng thì chút beo hồng giùm em nha. 45k beo hồng. Beo hồng 45. Mấy chị muốn em like gì đây? Thấy mọi người im ru quá, buồn quá đi hả? Rồi set yếm. Set yếm giùm em nha. Vải satin nhung. Set yếm nè. Đẹp chưa? Con dưới 60kg mà ok. Quần có túi nha mọi người. Ai lấy cho em đỏ nè. Ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em. Cái này 101. Đỏ 99k, sorry 99k giùm em nha. Lấy đỏ chốt đỏ giùm em 99k. Phong dưới 60kg mặc vừa. Quần có túi nha, hàng satin nhung. Rồi đỏ. Ai lấy đỏ chốt đỏ giùm em. Chị Song Ngọc lấy vàng luôn đúng không? Vàng 45 nè. Song Ngọc vàng 45. Yumi 99 em sĩ nha. Yumi nào đây? Yumi sĩ cũ hả? Xem dinh dài. Rồi để em lên dinh dài cho. Ôi. Nhỏ em đổi hình đại diện nữa hả? Rồi ok. Bữa nay lấy sĩ hả? Lấy sĩ mai cọc lại nha. Mai cọc lại anh chị. Ủa cái đơn lẻ chị gửi em rồi đúng không? Rồi đây quần à. Quần baggy nè mấy chị, hàng thiêu giùm em nha, co giãn, zin giãn giùm em nha. Chị nào lấy chốt giùm em nè. Cái này size L. Size L giùm em, cái này 101. Quần boy á, ở ngoài Bắc người ta kêu là quần boy á. Đây ai lấy chốt giùm em nha, lưng cao 2 nút, zin giãn nha mấy chị yêu, 101 giùm em nè. 101. Ai lấy zin chốt zin nè. Rồi zin size L 101 giùm em. Xin size L 101, ai lấy chốt giùm em nha. Rồi cái này quần baggy luôn nè, baggy rách. Baggy rách giùm em nha, 95k. Ai lấy chốt giùm em mã S. S với M. S với M giùm em 95SM. Boy nha mấy chị ơi. Baggy rách nè. Đó, 95k, cái này 95S với M. Đó, màu hồng đó. SM 95 giùm em nè. Rồi đợi em xíu. Rồi quần này em còn size á. Size 30 nè, 95k. Zin dài ôm nè mấy chị, trơn đơn giản 45k size 30 nha, lưng cao 2 nút. 45k. Ủa. 95k. 95k giùm em size 30. Size 30 95. Độ 99. Rồi size 30 95k giùm em, lấy size 30 chút size 30 giùm em nha. Rồi zin nè, zin lưng thun nè. Zin lưng thun giùm em nè. Rồi lại chốt giùm em nha, zin này à. 7 tấc á mấy chị. 7 tấc lưng thun giùm em, size M. Size M giùm em nha, 65k, lấy cho em mã M 65. Mã M 65k giùm em. Ai lấy mã M chốt mã M giùm em 65. Áo khoác chống nắng nè mấy chị, form dài. Form dài giùm em nha, khoác chống nắng. Hàng 2 lớp nha mấy chị.
có túi luôn giùm em. Ai lấy cho em Burberry nè. Burberry giùm em 75k. Phát dài nha mấy chị. Nó sẽ ở dưới chân nè, mấy chị mà ngồi lên xe dễ dàng luôn nha. Rồi lấy chú em khoác kèm cho mấy chị cái khẩu trang luôn. Rồi 75k khoác. Ai lấy cho em Burberry 75. Ở đây nó có bao thun nha. Có bao thun này mấy chị. Rồi 75k giùm em. Ai lấy khoác chốt khoác 75. Bay chống nắng như vậy luôn nha. Khoác Burberry. Hàng 2 lớp nha mấy chị yêu ơi. Rồi 75k lấy cho em mã 75. Mã 75 giùm em nè. Khoác 75k nè, ai lấy khoác chốt khoác. Rồi khoác lớp top nine. Nay lớp top 70k nè. Chị nào lấy cho em vàng 70 nha. Vàng 70k lấy vàng chốt vàng. Vàng 70. Chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em 70 vàng. Vàng 70. Áo nắng cho Hương Anh Huy nè. Cái này 75. Rồi set giùm em. Cái này nó có tăng đưa giùm em nha mấy chị, có mức ngực luôn giùm em nè. Có tăng đưa, có mức ngực. Rồi lấy chú giùm em set nâu. Phía trước là lưng bạn, phía sau là lưng thun. Ở bên hông có dây kéo luôn giùm em nha mấy chị ơi. Rồi set nâu 50k giùm em nè. Ai lấy nâu chút nâu 50. Nâu 50 giùm em nha. Ai lấy nâu chút nâu giùm em 50k. Có mức ngực nha mọi người. Nâu 50 còn 2 set. Rồi nâu 50k giùm em với ai lấy nâu chút nâu. Nâu 50 cho kẹo ngọt nè. Rồi chị nào lấy nâu chút nâu còn 1 set. Còn 1 set nè. Rồi bộ ngủ giùm em nè. Ngủ 3D. Ngủ 3D giùm em phân dưới 57, 58 kỹ mấy chị mặc ok luôn. Chị nào lấy cho em riêu 45k. Ngủ riêu 45 nè. Ngủ riêu LV 45k giùm em nha. Chị nào lấy riêu chút riêu 45. Riêu 45 giùm em nha. Ai lấy riêu chút riêu nè. Riêu 45k. Riêu 45 giùm em. Rồi xanh coban giùm em nè. Ai lấy xanh coban chút xanh coban giùm em. 45k xanh coban. Đây xanh coban 45 giùm em nha. Chị nào lấy xanh coban chút xanh coban giùm em 45k. Nâu cho chị xong ngọc luôn nè. 50. Rồi xanh coban 45. Ai lấy xanh coban chút xanh coban giùm em nè. Với lại màu đen. Với lại màu đen giùm em nha. 45k đen. Rồi lấy bộ chút bộ 45 kèm màu. Đen xanh coban. Riêu. Rồi 45k. Ai lấy màu nào lên màu giùm em 45. Pyjama này còn nè. Rồi pyjama 65 còn nè mấy chị. Bữa chị nào hỏi mà em kêu hết rồi nè. Đây pyjama giùm em nha. Tay dài, pyjama tiểu thư tay dài nè. Tay có bó ống luôn giùm em. Vải rất là đẹp luôn nha. 65k giùm em. Ai lấy cho em tím 65. Có túi nha mấy chị ơi, có túi quần. Rồi 65k giùm em nè. Chị nào lấy cho em tím 65. Pyjama form dưới 55 kg mặc vừa. 1m6 dưới 57, 58 kg vừa giùm em nha. Xét gì vậy? Xét nào chị? Bộ ấy, mới lấy bộ á. Rồi đây, ai lấy cho em tím nha. 65k tím nè. Ai lấy tím chút tím 65. Còn hai bộ màu tím nè. Còn hai tím 65 nè. Rồi bộ nơ đùi vải đùi xốp. Vải đùi xốp giùm em nha. Chị nào lấy chốt giùm em đen. Đen 75k nè. Ai lấy đen chốt đen 75. Đen 75 giùm em. Đen 75 giùm em nha. Lấy đen chốt đen 75. Đen với lại cam 50. Cái đó bọc khác nữa. Rồi đen với cam giùm em nha mấy chị ơi. Đen với cam giùm em. Đen với lại cam giùm em 70k. Áo jean, sơ mi jean 130 giùm em nha. Sơ mi jean 130k giùm em nè. Ai lấy sơ mi chốt sơ mi 130. Sơ mi 130 giùm em. Ngày mai em chốt đơn rồi mới gửi nha mấy chị. Mai chốt đơn. Rồi đen với cam giùm em nè. Ai lấy chốt giùm em đen cam. 75k đen cam nè. Đen cam 75 giùm em nha. Rồi pyjama. Pyjama nơ nè. Cái này quần có túi lụa mango.
20 nâu á hả? Em hết rồi. Hết rồi nha, còn có 2 set à. Rồi nơ giùm em nha, chị nào lấy nơ chút nơ nè. Phơm dưới 60 kg mắc vừa. 95k. Nơ 95 luôn giùm em nè. Phơm dưới 60 kg mắc vừa giùm em, ai lấy nơ chút nơ. 95k nơ. Nơ 95 giùm em nha, ai lấy nơ chút nơ. Đầm phơm suông nè. Chị nào lấy đầm phơm suông nè. 39k giùm em này, chị nào lấy cho em đen 39. Đầm phơm suông nha. Đen 39k lấy đen chốt đen. Đen 39k nè. Em có màu đen, màu hồng, màu vàng, màu đỏ. 39k đầm phơm suông giùm em. Màu đỏ nè mấy chị, 39 đỏ nè, 39 vàng với lại hồng. Rồi đầm 39k nha, ai lấy màu nào lên màu giùm em với. 39k kèm màu. Đầm phơm suông. Đầm phơm suông 39k. Ba chín k kèm màu giùm em với. Ai lấy màu nào lên màu giùm em nha. 39. Quần đùi rút nè. Ai lấy được? À chân váy. Chân váy rút giùm em nha mọi người. Chân váy rút. Chân váy này có túi giùm em nha, 45k. 45k giùm em nha. Chân váy rút 45 giùm em, size S, M, L, XL. Chân váy có co giãn nha mấy chị. Size S, M, L, XL giùm em rút hai bên nha. Rồi, ai lấy chốt giùm em chân váy kèm size 45k kèm size giùm em với. S, M, L, XL. 45k S, M, L, XL giùm em. Rồi sơ mi kiểu nè, tay bo. Sơ mi kiểu giùm em nè, 55k giùm em, ai lấy cho em caro 55. Ủa? Caro 55k giùm em nè, ai lấy caro chút caro. Sơ mi kiểu nha mấy chị, dạng lớp top á. Rồi 55k nha, tay bo như vậy, ở đây nó bo nữa nè. Rồi 55k lấy caro chút caro 55. Caro 55 giùm em dạng rất tốt. Caro 55k giùm em nha, ai lấy caro chút caro 55. Caro 55k nè. Rồi áo đuổi xốp màu hồng nè mấy chị, ai lấy hồng chốt hồng giùm em 35 hồng. 35k màu hồng giùm em nha. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em 35. Hồng 35 giùm em nè. Ai lấy hồng chốt hồng. Hồng 35 nha. Áo vải đuổi xốp. Hồng 35k nè. Chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em 35. Rồi áo rút hai bên nè mấy chị. Áo len con rút hai bên giùm em. Em có màu màu xám nè. 45k xám nè, ai lấy xám chốt xám. Xám 45. Xám 45k nè, ai lấy xám chút xám giùm em 45. Rồi trắng nè, chị nào lấy trắng chút trắng giùm em nha. Áo cột dây ở sau giùm em. Rồi trắng 45k, chị nào lấy trắng chút trắng thân dài luôn. Trắng 45k giùm em, ai lấy trắng chút trắng. Trắng 45. Hồng 35 cho chị Thạch Thảo. Rồi trắng 45k lấy trắng chốt trắng. Rồi áo bô rip, cái này có mút ngực luôn giùm em nha. Ai lấy cho em đen 35k. Đen 35 luôn giùm em nè, chấp bô rip có mút ngực nha mọi người. Đen 35 ai lấy đen chốt đen. Có hai màu luôn, đen trắng luôn. Trắng 45 cho Yumi nè. Rồi đen giùm em nha. Áo bô rip tay dài hay tay ngắn có nha chị. Rồi đen 35. Màu đen hoặc màu trắng nha, có hai màu á. Rồi áo bô rip cổ bẻ giùm em nè, hàng thiêu.
39k lấy chốt vậy em xám 39. Xám 39k giùm em nha, lấy xám chốt xám. 39 xám. Ba chín xám giùm em, ai lấy xám chút xám. Các chị đợi xíu em like này. Rồi áo vô rip cổ bẻ giùm em nè. Chắc vô rip mịn nha, hàng thiêu. Thiêu vô xì luôn giùm em nè. Thiêu vô xì giùm em nha, 39k nè. Chị nào lấy cho em vàng 39k nha. Vàng 39k giùm em. Ai lấy vàng chốt vàng. Vàng 39 nè. Rồi màu nâu nè, nâu 39k lấy nâu chốt nâu. Với lại trắng nha mấy chị. Vàng nâu trắng 39k. Rồi ảo vô rít thân dài cho vô rít mịn giùm em. Ai lấy chốt em vàng 60 nè. Vàng 60k giùm em nha. Chị nào lấy vàng chốt vàng 60. Vàng với lại màu nu, vàng nu 60 nha. Vàng nu 60k lấy màu nào lên màu giùm em với. Vàng nu 60. Vàng nu 60k giùm em nè. Chị nào lấy màu nào lên màu giùm em nha, 60. Nâu 39 cho Kim Hương. Rồi áo sẵn nè mấy chị ơi. Áo sẵn eo nè. Nâu 39k luôn giùm em, ai lấy cho em mã 1 đi, sẵn eo như vậy nha. 39k. Mã số 1 39k. Ai lấy mã 1 chốt mã 1. 39k mã 1 nè. Mã 1 39k. Rồi áo cổ vuông giùm em nè. Áo cổ vuông. Ai lấy cho em xám 39 xám. 39k xám. Chị nào lấy xám chốt xám 39k nè. Xám 39k lấy xám chốt xám. Rồi trắng tay dài giùm em 39k nè. Chốt vô rip nha cổ vuông. Trắng tay dài giùm em, form dài luôn nè mấy chị. Ai lấy cho em trắng 39. Trắng 39k nè. Ai lấy trắng chốt trắng. Đây tay dài còn có cái này à. Xám cho My Nguyễn. Còn bộ đùi 2 dây nha. My Nguyễn xám. Có bộ đùi 2 dây nha chị. Rồi áo dây chốt Orip giùm em nè. Áo dây chốt Orip. Chị nào lấy cho em nâu nha, 55k. Nâu 55 nè. Form đẹp lắm. Nâu 55k giùm em, lấy nâu chốt nâu. Nâu 55 giùm em nha. Chị nào lấy nâu chốt nâu 55. Ở đây áo có tay nè. Chị nào lại chưa có lấy này, áo này đẹp lắm mọi người ơi. Áo này xinh lắm, Omadi. Đó, có cái nút nha, vạt nhỏ. Có cái logo nữa nè. Len rất là đẹp luôn. 49k một áo nè, chị nào lấy cho em trắng 49k. Với lại đen 49 nè. Trắng đen 49k giùm em. Trắng với lại đen 49k nha. Ai lấy màu nào lên màu giùm em với. Trắng đen 49 đẹp nhất, nách. Đẹp lắm mọi người ơi. Áo này mặc lên phơn rất là đẹp luôn, còn mấy cái nữa hết. Rồi bộ thun thái. Bộ thun thái giùm em nha, chị nào lấy cho em gấu xanh 99k.
Hôm nay dưới 60kg mắc vừa. Đây gấu xanh giùm em nha. 99k gấu xanh. Gấu xanh 99k giùm em. Ai lấy gấu xanh chút gấu xanh giùm em. 99k nha. Chất này hàng Thông Thái. Vải rất là đẹp luôn. Trắng 49 nè. Cho My Nguyễn. Chín cho Kim Phương. Rồi ai lấy áo rồi chốt áo. Xét xanh bên đây hả? My Nguyễn với Kim Phương. Xét xanh nào chị? Bên này, bên này hả? Xét xanh này đúng không? 101 một xét giùm em nha. Cái này quần có túi. Quần có túi giùm em. Ai lấy cho em xanh, xanh với lại vàng. Xanh với vàng giùm em nha mọi người. Xanh với vàng giùm em. Rồi ẻ vô rít nè. Form dài. Xinh lắm mọi người ơi, 55k một áo. Chị nào lấy cho em vàng 55k nè. Cái viền cổ này mấy chị, đẹp chưa? Chốt bô rip mịn ba mấy chị bán shop luôn 55k. Chị nào lấy vàng chốt vàng 55. Rồi đen nè. Đen 55k, lấy đen chốt đen giùm em nha. Đen 55. Rồi trắng 55k nè. Ai lấy trắng chốt trắng 55, áo đẹp lắm. Trắng 55k, lấy trắng chốt trắng. Ok. Ok chị. Rồi màu trắng nè, màu đen. Ủa trắng đen xanh. Màu xanh nè, ai lấy xanh chốt xanh giùm em. 55k xanh nè. Xanh 55 với lại nâu nha. Với lại nâu giùm em. Rồi 55k kèm màu. 55k kèm màu giùm em với. Đen 55 cho kẹo ngọt. Rồi lấy áo chút áo 55k một áo. Ai lấy màu nào lên màu giùm em nha. 55 form dài. Chốt bô rít mịn nha mọi người. Rồi set set bộ nè. Quần rút. Quần đùi rút giùm em nha. Quần đùi rút giùm em nè. Với lại áo á, áo phông này nó có xẻ ta. Mai em hẹn sáng để lấy. Được được, khi nào lấy cũng được. Rồi đây set bộ. Cái này áo có xẻ ta nha mấy chị. Áo có xẻ ta giùm em, xẻ ta một bên á, 75k. Ai lấy cho em trắng 75. Quần rút nha. Quần đùi rút. Rồi 75k giùm em, ai lấy cho em trắng 75 nè. Trắng 75k. Ai lấy trắng chút trắng 75. Trắng 75k giùm em nha. Bộ đuôi mặt cười nè. 75 cho chị Nguyễn Phụng nè. Có xám với lại màu hồng nữa nè. Ai lấy chốt giùm em. Xám với hồng nha. 75k màu hồng với lại màu xám. Hồng với xám giùm em 75k. Xám trắng hồng 75. Rồi đầm maxi. Maxi giùm em nè. Đẹp lắm mọi người. Trời ơi, chắc hơi bị khủng luôn á. Đẹp lắm. Ai lấy cho em riêu nha. Rất là dài luôn nha. 75k. Chị nào lấy cho em riêu 75 nè. Maxi riêu 75k giùm em coi giãn nha mấy chị. Form dưới 60kg mà ok luôn á. Rồi riêu 75 giùm em. Ai lấy riêu chốt riêu nè. 75k riêu. Với lại màu xanh. Riêu với xanh giùm em. 75k riêu xanh.
Rêu với lại xanh 75k dùm em nhé. Ai lấy màu nào lên màu dùm em với. Maxi dài. Maxi dài dùm em nha. 75k màu rêu với lại màu xanh. Qua lấy màu nào lên màu dùm em nha. Xanh rêu 75. Rồi bộ bộ mặt cười giùm em nè. Bộ đuôi mặt cười giùm em nhé. 45k giùm em. Ai lấy cho em vàng 45 nè. Đuôi vàng 45k. Đây chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em 45 nha. Vàng 45k giùm em. Chị nào lấy vàng chốt vàng. Phong dưới 57-58 kính mắt vừa. 1m6 dưới 60 kính mắt vừa. Rồi vàng 45. Vàng hồng đỏ mấy chị, vàng hồng đỏ. Vàng hồng đỏ giùm em. 45k một bộ. Vải siêu mát luôn. Đây chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em 45 hồng nè. Hồng 45k lấy hồng chốt hồng 45. Hồng 45 giùm em nha. À, có nha chị. Rồi hồng 45 này ai lấy hồng chốt hồng. Với lại màu đỏ. Bộ đuôi cánh dơ hả? Không có beo được không? Váy dài xanh. Váy dài xanh 75 cho Quỳnh Như nè. Hồng 45 cho Kiều Ngọt. Rồi ok nè. Mon xám nè. Ngủ mon xám giùm em. Chị nào lấy mon xám chốt mon xám giùm em nha. 45k. Mon xám 45. Ai lấy mon xám chốt mon xám nè. 45k giùm em. Mon xám 45k. Mango tay dài chỉ còn cái màu này à. Có set quần dài. Đây mango tay dài. Tay dài quần dài nè, còn được một bộ. 79k một bộ giùm em nha. Ai lấy cho em vàng 79 nè. Vàng 79k. Tay bo tiểu thương nha mấy chị. Rồi vàng, ai lấy vàng chốt vàng 79k vàng. Lụa mango. Rồi vàng 79k nha, chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em 79k màu vàng nè. Vàng 79. Ai lấy vàng chốt vàng giùm em 79 nè. Vàng 79k. Màu trơn này mọi người. Cổ ren. Cổ ren như vậy luôn. Đây chị nào lấy cho em mã số 1. 99k mã 1. Quần có túi nha. Lụa mango. Rồi mã 1 giùm em 99k mã số 1. Ai lấy mã 1 chốt mã 1 giùm em 99k. Đó đẹp chưa. Cổ ren. Rồi lấy mã 1 chốt mã 1 giùm em 99k mã 1 nha. Mon xám cho Ly Lắc nè. Ra lấy mã 1 chốt mã 1 giùm em. 99k mã số 1. Rồi bò nè. Cái này lụa hàng giùm em nè. Rồi bò xanh. Tay ngắn quần dài. Cái này tay ngắn quần dài giùm em nha. Rồi bò xanh giùm em 65k. Áo hở ngọt hết rồi. Đâu để em coi thử còn không. Rồi bò xanh giùm em nha mấy chị 65. Bò xanh 65k giùm em nè. Ai lấy bò xanh chút bò xanh. Không biết còn cái nào không nữa.
còn cái màu cam nè. Chị nào lấy cam chốt cam giùm em. Áo hở ngực. Còn cái màu cam nha. Quá trời đẹp luôn, 39k. 39 cam nè. Áo hở ngực giùm em nha, 39k. Áo á. Áo thun xanh 55 hả? Áo brief đúng không chị? Chị Song Ngọc nè. Áo brief 55 chứ đúng không? Đây chị lên áo kiểu nữa chứ. Ai lấy cam chốt cam giùm em đi, 39k áo hở ngực á. Rồi vàng nè. Cái này phơm trơn giùm em 39k. Vàng 39k giùm em, ai lấy vàng chốt vàng. 39 vàng. Vàng 39. Dâu tay cam 39 nè. Rồi vàng 39k giùm em, ai lấy vàng chốt vàng. Áo rút. Áo rút nè mấy chị ơi. Chị nào lấy cho em sọc đen 35. Sọc đen 35k giùm em nha. Ai lấy sọc đen chốt sọc đen 35. Áo rút giữa 35k sọc đen. Sọc đen 35 giùm em nè. Rồi áo vàng vải đủ xốp. Vải đủ xốp giùm em nha. 59kg, 56kg vừa nha. Rồi áo vàng vải đủ xốp. Cái này đang dây lại giùm em. Rồi vàng 35k. Dạ rồi, ok chị Song Ngọc, em chốt rồi đó. Rồi chị nào lấy chốt em vàng 35 nè. Rồi áo cổ bẻ thân dài giùm em nè, LA nha mấy chị. 60k một áo, ai lấy chốt em cam 60. Cổ bẻ cam 60. Chị nào lấy cam chốt cam giùm em, 60k cam nè. Cam 60k giùm em. Ai lấy cam chốt cam. Áo rút còn màu vàng nữa nè. Ngọc ý lấy vàng nào, comment giùm em với, vàng 35 hay là vàng 39 nhở. Rồi áo vàng. Áo vàng hở ngực này mấy chị, ai lấy cho em mã số 1. 35k mã 1. Áo rút hai bên nha, hở ngực nè. Mã 1 35k. Ngọc ý vàng 35 nè. Rồi lấy mã 1, chốt mã 1. Áo vàng dài không? Áo nào chị? Vàng 39 đó hả? Dài qua rốn xíu quá. Rồi lấy mã 1, chốt mã 1. Rồi áo vịt thiêu nè. Ai lấy chốt em hồng 35k. Hồng 35k giùm em nha. Hồng 35 phơm rộng. Ai lấy hồng chốt hồng 35k hồng. 35 hồng giùm em đi mọi người. Ai lấy hồng chốt hồng. Rồi pyjama lập thể. Pyjama lập thể giùm em nào, quần có túi. Quần có túi giùm em nha. Chị nào lấy chốt em vàng nè, sen hai lá. Vàng giùm em nha, 85k nè. Vàng 85 giùm em, ai lấy vàng chốt vàng. Quần có túi nha mấy chị, lụa mango á. Lụa mango giùm em. Mã số 1 39k. Mã 1 39 chị comment, chị đọc nhầm á. Mã 1 39 nha, giao tay lấy thì ok em chị. Rồi quần, quần bí nè mấy chị. Hồng 35 cho Quỳnh Như nè. Rồi quần bí giùm em nè mấy chị yêu ơi. Vải xốp nha. Ở dưới chân nó phơi ren như vậy. Siêu đẹp luôn. À, bộ thun dài hả Thúy Ni ơi? Em hỏi bộ thun dài hay sao? Hay là xét? Xét kiểu hả? Rồi chị nào lấy cho em quần hồng nè. 70k một quần vải đuổi xốp nha. Vải đuổi xốp giùm em. 70 hồng 70, ai lấy hồng chốt hồng. Ok giao tay nè. Rồi đây bộ, bộ kim sa. Quần len gân giùm em nha mấy chị. Quần len gân
À đây chú em vịt, 99k vịt nè. Phơm rọc. Có quần đó có màu đen nha chị Huyền Nhung ơi. Có đen nâu với hồng. Rồi vịt giùm em nè, chị nào lấy vịt chốt vịt giùm em nhé. Vịt 99k, bộ kim sa. Ai lấy vịt chốt vịt 99. Vịt 99k giùm em nè. Con dưới 60kg mặt vừa. Rồi vịt 99k nha, ai lấy vịt chốt vịt. À không có màu đen chị ơi, có màu trắng. Có trắng với nâu nha. Quần có trắng với nâu chứ không có đen à. Có trắng nâu không có đen. Đây lấy trắng chút trắng giùm em đi. Quần trắng này mấy chị. Dễ thương lắm. Bảy mươi k một quần, trắng với nâu giùm em 70. Đây lấy đâu chút nâu, đâu 70 nha. Còn pyjama nhá, đây quần em còn màu à, màu nâu màu hồng với lại màu trắng nâu hồng trắng giùm em, với lại hồng sen nữa. Ai lấy hồng sen thì chốt hồng sen nha. 70k một quần giùm em nha mấy chị. Vải đuổi số. Quần bí nè. Ai lấy quần bí chút quần bí. Màu hồng sen nè. Ai lấy hồng sen chốt hồng sen giùm em 70 hồng sen. Hồng sen 70k giùm em nha. Chị nào lấy hồng sen chốt hồng sen 70. Hồng sen nâu trắng. Hồng sen nâu trắng hồng, hồng phấn nha mấy chị. Ai lấy quần bí chốt quần bí giùm em nha. 70k một quần vải đuổi xốp, ba mấy chị bán xốp luôn. Vải đẹp lắm. À, không có dính đùi. Rồi lấy quần chốt quần giùm em 70. Thôi em ớt nha mọi người. Không ai mua nữa em ớt nha, ngày mai em chốt đơn nha. Mai chốt đơn nha mấy chị yêu ơi. Bye bye mấy chị yêu nha, chị nào chưa inbox địa chỉ giùm em nhớ inbox địa chỉ giùm em với nha.